Anh đang xem soi xem có gót ọp không. Bây giờ đi soi. Nhìn nó biết mẹ rồi. Anh em đeo lên sọt xong rồi là đeo đeo điên à, đứng ở giữa sàn này mà chơi này, trốn trong nhà kỹ hơn. Vào bên này, vào bên trái nhà nhà vệ sinh ở phòng bên trái chơi rồi á, chơi nhanh nhé. Đi vậy. Tên được Huy. Huy. Giờ thao rồi nhá. Đâu rồi? Đâu rồi? Thao rồi. Thao rồi. À, con phải tương tác. Giờ Hemit. Ngon ngon giờ Hemit ngon giờ Hemit ngon. Huy Huy. Thôi đến mày ấy. Huy đi. Mày đấy. Mày. Ừ. Mày rồi nhanh lên đi về tay không nhanh lên. Ra ngoài mà chơi. Đừng đứng trong phòng ngoài chơi. Cho tao à. Anh Cường. Ra ngoài này chơi. Ô, giờ hai Prestige. Là lắng hồi chân đúng không nhỉ? Ờ, đúng rồi. The Wheel of Fortune. Cái đấy là lắc rồi đúng không nhỉ? Nè, cái này đếp nè. Chờ em men. Mày dục quá này. Bye bye. Chết à? Để đi vào. Công an. Để đi mình nhé. Không, đi vào. Đến em. Event. Này, mấy nào. Anh cửa. Còn 10 cái mà, còn 2 cái nữa. Để xong rồi, đến. Giết anh rồi. Mấy con mai vào được, nó vào để check mà, vào check mà. Ừ. Chúng sao chết ơi. Bên ngoài có một lá, bên ngoài còn lá. Anh lại được hồi sinh. Thằng nó xoay đèn anh lấy đồ cái. Thằng nó xoay đèn anh lấy đồ ấy. Còn một tarot nữa mà nhỉ, còn một tarot nữa mà đâu. Anh mở được lá bài hồi sinh mà hồi sinh cho chính mình vậy, lá bài tarot anh cứ ở giữa sàn ấy. Biết đấy vẫn được rồi, anh được rồi. Đây. Còn nói chứ nhóm, em nói chứ nhóm này. Chờ luôn. Dead. Mày em. Từ từ mở cửa lại cho tao tốt cùng với. Nó hé tí ạ, phải luôn. Đấy là anh chờ đồng mít. Cái địt. Thôi trốn bên kia, ra khu trốn bên kia. Thôi trốn cửa bên này. Nó săn cu bên này, ra cu bên này điều chỉnh. Hết rồi, về thôi. 10 cái rồi gì nữa, nó săn 2 lần thì phải trả hết vui. Trốn bên phải. Đừng qua đây.
chạy đến cửa. Ừ. Mà ý là có người chạy đến cửa bị nó đóng mày. Có mẹ à? Mới đóng cửa. Không anh, không anh. Bảo dùng đi. Đi tới cụ ích, đi tới cụ ích mày. Em vừa hấp sát sanity vào đấy. Anh còn chết một lần rồi sao stamina của anh vẫn còn 29. Check, để anh đéo check MS rồi, đi có mẹ. Check có dot không? Anh không check có... Phình... God nào không? Cứ bật lên, không sao đâu. MS thì không sao, còn đèn mới bị.